chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chính sách hướng ngoại của Anh thời gian tới. Các doanh nghiệp nước này đang đẩy mạnh mở rộng tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, phân tích sự cần thiết của việc đưa công nghiệp môi trường trở thành ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới. Dự án rà phá bom mìn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã kết thúc. Tuy nhiên, những ngày qua lại liên tục phát hiện nhiều quả bom và vật liệu nổ tại khu vực này. Mở đầu là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Bảng xếp hạng Fast 500 Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2017 mới đây đã được công bố bởi công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report. Trong lần xếp hạng này, thì top 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất được ghi danh nổi lên những tên tuổi vừa quen vừa lạ. Đứng đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT, kế đến là các tên tuổi trong lĩnh vực khác như công ty cổ phần Nam Hà Nội, tập đoàn thép Nguyễn Minh, công ty kinh doanh địa ốc Him Lam, tập đoàn Pan, công ty cổ phần hàng không Vietjet. Thứ hạng của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chính sách hướng ngoại của Anh thời gian tới. Đây là một trong những phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh, ông Liam Fox, trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tuần qua. Thực tế thì giữa các doanh nghiệp hai bên thời gian qua đã có những mối quan hệ hợp tác bước đầu và Việt Nam được nhiều doanh nghiệp Anh đánh giá là một trong những đối tác tiềm năng trong thời gian tới. Elekta là một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị y tế hiện đại. Trụ sở chính cũng là nhà máy sản xuất nằm gần sân bay Gatwick, phía nam thủ đô London. Nhiều năm qua, tập đoàn này đã bắt đầu xuất bán sản phẩm máy chẩn đoán và điều trị ung thư của mình tới một số bệnh viện tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho rằng một nền kinh tế phát triển nhanh với nhu cầu lớn về các thiết bị y tế tiên tiến luôn nằm trong tầm nhìn của Elekta về thúc đẩy quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường trong tương lai. Chúng tôi coi Việt Nam là một trong những đối tác tại Đông Nam Á. Chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu với thiết bị y tế hiện đại, với chi phí phù hợp. Và đây là sản phẩm Việt Nam rất quan tâm. Chúng tôi mong muốn có cơ hội tìm thêm nhiều đối tác hơn nữa từ phía Việt Nam. Elekta là một trong nhiều doanh nghiệp nằm trong khu vực vùng kinh tế Coast to Capital, có mối quan tâm đặc biệt tới thị trường Việt Nam. Ở Anh, dựa trên các điều kiện đặc thù, lựa chọn mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế được phân về cho từng khu vực riêng. Coast to Capital với thế mạnh về ngành dược phẩm và nông nghiệp, đánh giá thị trường Việt Nam là một trong những ưu tiên trọng tâm của mình trong tìm kiếm đối tác. Đây có thể xem như cầu nối quan trọng cho sự hợp tác kinh tế còn ở giai đoạn đầu giữa doanh nghiệp hai bên. Mối quan hệ của doanh nghiệp hai bên đúng là mới ở giai đoạn đầu, nhưng sự quan tâm từ cả hai phía thì rất nhiều. Nhiều doanh nghiệp về nông nghiệp và dược phẩm trong khu vực đánh giá cao tiềm năng từ thị trường Việt Nam và mong muốn tìm hiểu thông tin nhiều hơn. Cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Anh, thời gian qua chúng tôi đã kết nối rất nhiều các đoàn trao đổi doanh nghiệp hai bên, tìm hiểu cơ hội, những khác biệt trong môi trường kinh doanh để đi đến hiệu quả hợp tác tối đa. Global Britain, nước Anh hướng ra toàn cầu, là thông điệp của chính phủ Anh về một giai đoạn kinh tế mới hậu Brexit, thoát ly khỏi các quan hệ kinh tế, thương mại đã gắn liền với châu Âu trong một thời gian dài. Việc Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh chọn Việt Nam và Singapore là hai điểm đến trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua, có thể thấy là nước Anh không muốn dừng mối quan hệ kinh tế với Việt Nam ở mức tiềm năng và hợp tác ban đầu như hiện nay. Rất nhiều doanh nghiệp Anh cũng có cùng chung suy nghĩ như vậy. Phương Huyền, phóng viên truyền Việt Nam từ Vương quốc Anh. Đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường sẽ trở thành một ngành có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Đó là mục tiêu của đề án phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án phấn đấu phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như xu hướng của thế giới, đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ. Ngành kinh tế công nghiệp môi trường là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai, bởi nếu chậm chân thì Việt Nam sẽ bị tụt hậu so với thế giới. Đây là những nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV4.
Xin chào Phó Giáo sư Nguyễn Thế Trinh, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền Việt Nam. Thưa ông, là đề án phát triển ngành kinh tế công nghiệp môi trường hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết phát triển ngành kinh tế đặc biệt này đối với Việt Nam hiện nay ạ? Tôi cho rằng đây là một cái lĩnh vực mà có thể nói rằng là nó yêu cầu của thực tiễn nó đặt ra hiện nay, buộc chúng ta phải thực hiện sớm nếu chúng ta muốn phát triển lĩnh vực công nghiệp hướng đến một nền gọi là công nghiệp hóa nhưng mà lại đảm bảo tính bền vững và phát triển thân thiện với môi trường. Bởi vì thực tế trong cái phát triển của nước đi trước ấy, thì hiện nay đây là một cái lĩnh vực mà người ta đã đi rồi. Còn mình ấy, nếu mà đi chậm thì mình sẽ lạc hậu. Đề án đề cập tới mục tiêu là Việt Nam sẽ cơ bản sản xuất được các thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường trong nước như là xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn, và có thể từng bước tiến tới là xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Ông nhận định như thế nào về tiềm năng phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam? Tôi cho rằng là hiện nay công nghệ mà đầu tiên mà chúng ta nên tập trung vào và cũng là những khả thi sớm nhất ý, đấy là chất thải rắn. Vâng. Thì chất thải rắn thì nó có hai loại cơ bản, một là chất thải rắn thông thường, hai là chất thải rắn độc hại. Thì trong các loại chất thải này, thấy cái đầu tiên mà chúng ta cần cái công nghiệp môi trường có thể hướng tới thì chính là đốt rác thải, nó đang lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ chúng ta cứ hình dung là rác thải khi mà chúng ta đốt ý, thì chúng ta có thể thu lại năng lượng, chúng ta tiết kiệm được đất và nói chung là người ta dùng hết. Ví dụ như khi sản phẩm từ đốt thì ví dụ kim loại người ta có thể tách ra, rồi tro người ta có thể dùng làm gạch và người ta chả có vứt ra cái gì cả. Còn cái thứ hai mà tôi cho có thể hướng đến và cũng nên khuyến khích sớm, đấy là xử lý nước thải. Thì đây là cái mà nhu cầu có lẽ là thị trường rất lớn. Để trở thành ngành kinh tế quan trọng thì lĩnh vực kinh tế công nghiệp môi trường còn hướng tới mục tiêu là thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Vậy thì ông nhận định về khả năng thu hút vốn đầu tư vào ngành kinh tế này là như thế nào ạ? Bây giờ chúng ta hội nhập ngày càng sâu, đặc biệt là trong cái cam kết mà chúng ta đã có với WTO ấy, thì rồi chúng ta cũng sẽ phải mở cửa cho các loại dịch vụ này ở ngoài vào. Đó là có cả dịch vụ môi trường. Chúng ta đã ký với FTA với lại EU, yêu cầu của họ về chất lượng sản phẩm hàng hóa liên quan đến vấn đề môi trường cũng rất cao. Vì chúng ta đã tham gia như thế, cho nên là rõ ràng cái thị trường của chúng ta sau này là chúng ta chưa có công nghệ, chúng ta đang cần xử lý ô nhiễm. Thì đương nhiên, thì và chúng ta có cơ chế tốt thu hút đầu tư của nước ngoài, thì tôi sẽ tin rằng là cái điều đó nó sẽ có tính khả thi cao trong cái việc mà thu hút các cái doanh nghiệp về xử lý chất thải, ngành công nghiệp môi trường ở nước ngoài người ta sẽ đầu tư vào. Một là đầu tư xử lý, hai là đầu tư cùng với chúng ta để sản xuất ra các cái sản phẩm của công nghiệp môi trường. Họ có kinh nghiệm kết hợp với chúng ta để sản xuất ra cái hệ thống đốt rác, để sản xuất ra cái hệ thống xử lý nước thải, để sản xuất ra cái hệ thống xử lý khí thải. Thì tôi cho rằng là cái tiềm năng rất lớn. Vâng, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc sẽ nâng mức thu nhập bình quân đầu người tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kiên Giang lên khoảng từ 9.000 đến 13.000 đô la Mỹ vào năm 2030. Theo đó, việc áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi về phát triển đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Theo tính toán của bộ này, từ năm 2030, Vân Đồn sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 132.000 người với mức lương bình quân là 9.500 đô la Mỹ một năm. Trong khi đó, Bắc Vân Phong sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 65.000 người với mức lương bình quân là 9.000 đô la Mỹ một năm và Phú Quốc tạo thêm việc làm mới cho khoảng 57.600 người. Kết quả đánh giá này cũng cho thấy, sau giai đoạn 2020, các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt có đóng góp về thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người của các địa phương có 3 đặc khu này. Việt Nam thâm hụt thương mại 1,2 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm và lượng xi măng tiêu thụ nội địa giảm là những tin vắn đáng chú ý trong cụm tin sau đây. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 2 biến động mạnh, tăng ở một số nhóm hàng như điện thoại, máy vi tính, sơ sợi dệt, xăng dầu, trong khi ngược lại giảm mạnh ở nhóm hàng dệt may, giày dép, gỗ, phương tiện vận tải. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến nửa đầu tháng 2 ước đạt gần 41,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 1,21 tỷ đô la Mỹ.
Trong 2 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng đã có những diễn biến trái chiều. Sản lượng tiêu thụ trong nước giảm nhẹ bằng 99,6%, trong khi tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu đã tăng 120,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân cho việc tiêu thụ nội địa giảm được nhận định là do ảnh hưởng của nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và phải cạnh tranh khốc liệt về giá cả, chất lượng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin nổi bật trên các trang báo mạng hôm nay. Truyền hình Asahi của Nhật Bản đưa tin chuyên cơ chở Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã xuất phát từ sân bay Haneda vào sáng nay 28 tháng 2, bắt đầu chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến Việt Nam. Tin cũng đưa hình ảnh không khí chuẩn bị đón chào Nhật Hoàng và Hoàng hậu của các em nhỏ tại một trường tiểu học tại Hà Nội. Trang S Russia của Nga tiếp tục có bình luận về đề nghị của thống đốc vùng Primorsky Liên bang Nga trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko. Thống đốc vùng Primorsky nhấn mạnh, vùng Primorsky đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác nông nghiệp, du lịch và chế biến gỗ với Việt Nam. Ngoài ra, thống đốc đề nghị Việt Nam xem xét dự án xây dựng cụm công nghiệp nhẹ tại vùng này. Thống đốc cũng cho biết Primorsky có thể cung cấp các sản phẩm như máy móc, thiết bị, gỗ, thực phẩm cho Việt Nam. Báo Việt Nam Plus đưa tin tại hội nghị cơ hội hợp tác từ Litva cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 2, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Litva tại Việt Nam cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là vô cùng lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục và du lịch. Litva có thế mạnh về công nghệ sinh học, thiết bị y tế, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo và một số mặt hàng thủy sản như cá hồi, cá trích và cá tuyết. Ngược lại, Litva mong muốn nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng rau củ, trái cây và các loại cá da trơn. Mặc dù sức tiêu thụ của Litva không lớn, nhưng đây là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU. Báo Chính phủ có bài viết làn gió Việt mới tại hội chợ World Food Dubai 2017. Đây là hội chợ lớn nhất thế giới về nông sản, thực phẩm và đồ uống diễn ra thường niên vào tháng 2 hàng năm. Năm nay, Việt Nam có 33 doanh nghiệp tham gia, tăng gấp đôi so với lần đầu tiên tham dự vào năm 2014. Điều đặc biệt thấy rõ tại gian hàng Việt Nam qua các kỳ hội chợ là thay cho việc chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô, nguyên liệu sơ chế, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin xây dựng thương hiệu riêng. Thông qua hội chợ, hình ảnh nền nông nghiệp xanh với những sản phẩm tinh túy của Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi hơn với khách hàng quốc tế. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự trưa nay, trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, công tác phòng chống đang được tăng cường tại nhiều địa phương trên cả nước. Những hình ảnh dung dị của người miền Tây trong mắt thầy giáo Italia. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp trên thế giới, có khả năng xâm nhập vào Việt Nam và lây truyền sang người, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng tại các chợ gia cầm sống, đặc biệt là các chợ đầu mối, các trang trại chăn nuôi gia cầm, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm xử lý triệt để ổ dịch bệnh trên gia cầm và ở người. Các bộ Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Công thương, Công an, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ công tác giám sát, không để xảy ra hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức điều trị kịp thời khi phát hiện có bệnh nhân mắc cúm AH7N9. Cũng nhằm phòng chống nguy cơ lây lan dịch cúm AH7N9 thì các tỉnh biên giới phía Bắc đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát triệt để việc nhập lậu gia cầm và sản phẩm từ gia cầm, trong đó kiên quyết xử lý mọi trường hợp buôn bán vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc. Tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường lực lượng giám sát tại các đường mòn lối mở và lập lán chốt để kiểm soát việc buôn lậu gia cầm 24/24 giờ, đẩy mạnh tuyên truyền người dân không buôn lậu gia cầm qua biên giới, phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn hiệu quả chủng virus cúm AH7N9 và các chủng virus khác xâm nhiễm qua biên giới. Còn tại Quảng Ninh, các cơ quan chức năng của tỉnh như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã chủ động và quyết liệt ngăn chặn việc nhập lậu vận chuyển gia cầm, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động của các điểm giết mổ, cơ sở chăn nuôi gia cầm, buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm.
Tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thành lập các đoàn kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, đặc biệt là các địa bàn chăn nuôi tập trung, khu vực giáp biên giới, các nơi có hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ gia cầm, khu vực ổ dịch cũ nhằm phát hiện và xử lý, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì các đơn vị thi công khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện nhiều quả bom và vật liệu nổ. Đây thực sự là nỗi lo lắng khi số bom này được phát hiện sau khi dự án rà phá bom mìn kết thúc ở khu vực này. Một quả bom MK83 có chiều dài 1,2 mét với trọng lượng lên đến 113 kg được công nhân đơn vị thi công san lấp mặt bằng của công trình dự án mở rộng cửa khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phát hiện ngày 9 tháng 2. Còn đây cũng là bom MK83, vừa được công nhân thi công san lấp mặt bằng của công trình dự án mở rộng cửa khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện. Riêng cái dự án này đã triển khai xây dựng từ năm 2013. Và trong quá trình thi công thì khu vực này là một khu vực trọng điểm cho nên là phát hiện rất nhiều bom. Chúng tôi đã thu gom cả trên khu vực này đã tính phải bom tấn rồi, gần cả tấn bom rồi. Còn hiện tại bây giờ là những quả bom mà vừa rồi sọt lại ở đây thì nằm ở sâu là phải hơn 3 mét. Bom đây em múc lên là múc trúng phải cánh ạ. Đấy, nên chung là bom đấy không em không biết nhưng mà chung là dao động cái múc cánh đây tầm khoảng 2-3 mét anh ạ. Được rồi anh. Phát hiện nhiều quả bom và vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không còn mới lạ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, tại địa điểm này trước đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà phá làm sạch bom mìn. Về nguyên nhân còn sót lại bom mìn của một số dự án sau khi rà phá, có nhiều nguyên nhân. Song, có hai nguyên nhân cơ bản như sau. Nguyên nhân thứ nhất, do quá trình thi công ở một số dự án, công tác rà phá bom mìn thời gian đã lâu, nên có thể còn tái nhiễm bom mìn trên mặt bằng. Nguyên nhân thứ hai, trong quá trình thi công các dự án, một số đơn vị hạ sâu độ cao so với trước đây rà phá, dẫn đến có thể còn sót lại một số bom mìn ở từng sâu hơn. Trước sự việc phát hiện nhiều quả bom tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cũng như các đơn vị chức năng đã tiến hành xử lý an toàn. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay, đó là hiện tượng tái ô nhiễm bom mìn vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất cần cộng thêm thời gian dự trù cho việc di chuyển để tránh chậm trễ chuyến bay. Bởi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân luồng tuyến phục vụ thi công dự án cầu vượt tại nút giao Trường Sơn, đường nối Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, Vành Đai Ngoài. Bên cạnh đó thì hành khách sẽ được hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay. Thời gian đóng quầy làm thủ tục lên máy bay là 40 phút trước giờ khởi hành. Trong trường hợp hành khách đến sân bay khi thời gian làm thủ tục lên máy bay sắp hết, cần thông báo ngay với đại diện của hãng hàng không mà mình mua vé để nhận được những hỗ trợ kịp thời. Tổng công ty hàng không Việt Nam cũng đề nghị hành khách nên sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi lâu. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh người miền Tây với sự mộc mạc, hồn hậu trong đời sống hàng ngày đã được truyền tải qua vô vàn bức ảnh. Nhưng dường như cái duyên của người miền Tây vẫn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong đó có cả những người bạn nước ngoài. Chúng tôi đang muốn nói đến nhiếp ảnh gia nghiệp dư 32 tuổi người Italia Luca Fecarotta. Vốn là một thầy giáo, sau một vài lần đến thăm Việt Nam, anh đã lựa chọn ở lại Cần Thơ. Qua 2 năm thì tình cảm dành cho miền quê sông nước được anh thể hiện qua cả một bộ sưu tập ảnh, thể hiện nét độc đáo trong văn hóa của người dân nơi đây. Ngoài việc đứng lớp ở một trung tâm Anh ngữ, Luca gần như dành trọn thời gian còn lại rong ruổi và khám phá. Bạn biết sử dụng đũa từ khi nào? Có lẽ đã 5 năm rồi. Nó có khó sử dụng lắm không? Ban đầu thì rất khó để sử dụng nó, vì tôi quen dùng nĩa hơn. Nhưng sau khi cố gắng nhiều lần thì trở nên rất dễ dàng. Dì ơi, tính tì.
Tôi thích chụp ảnh vì nó có thể nói lên những câu chuyện. Mục đích của tôi là muốn giới thiệu về văn hóa ở những nơi xa xôi cho người không có điều kiện đi du lịch. Bạn có biết cái cây kia là gì không vậy? Biết chứ. Đó là cái cây cho biết họ muốn bán vật gì. Một buổi sáng theo chân Luca, chúng tôi nhận ra sức hấp dẫn khác biệt của người miền Tây không chỉ thể hiện ở nếp sinh hoạt mà còn nằm trên nụ cười của người lao động. Có lẽ chính họ cũng không nhận ra. Tôi luôn nói với bạn bè tôi rằng ngừng than phiền đi, nên đi đến những quốc gia như tôi đang ở là Việt Nam để thấy cái cách họ đối xử niềm nở và nhìn cuộc sống một cách lạc quan. Họ nên học hỏi điều đó. Mấy ai trong chúng ta nghĩ đến chuyện giới thiệu con người miền Tây với bạn bè quốc tế bằng những khoảnh khắc bình dị? Và biết đâu, bộ ảnh của Luca sẽ trở thành tư liệu quý khi trăm năm nữa Chợ Nổi không còn. Cuối chương trình là các thông tin thời tiết cập nhật ở một số tỉnh, thành phố. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube vtv4go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.